Thân mến chào các bạn, chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Tôi đang đứng ở dưới cái giàn chanh dây của nhà tôi. Cây chanh dây này nó leo dài lắm các bạn ạ. Nếu mà trồng gần nhà thì nó bò lên mái nhà, tung tùm lắm. Cho nên tôi trồng riêng nó ra một cái góc vườn như thế này, ở dưới một cái khung sân bằng khung bằng sắt. Bây giờ là mùa hè thì những cái dây chanh này nó rũ xuống, rồi tôi để vậy tôi không có cắt đi, để cho nó tủa tủa xuống như vậy. Rồi ở bên dưới tôi để một cái bàn để những cái lúc mà mình ngồi mình nghỉ ngơi. Tôi thích ra ngoài này tôi đọc sách. Nhiều khi mình coi YouTube, mình cũng ngồi ở ngoài sân vườn ở ngoài này này. Ngồi ở trong cái khung sân này nhớ tới tới ngày xưa lúc mình còn ở Việt Nam đó các bạn. Hay ngồi ở dưới bụi tre ở ngoài vườn đó. Nghe gió nó vi vu, nghe chim hót. Thì ở đây thì cũng vậy, nhưng mà không phải là tiếng vi vu của bụi tre, mà gió nó thổi cái cành cây nó nghe nó xào xạc. Rồi nhiều khi mình ngắm cái cây cảnh mình trồng, nhớ quê hương mình lắm. Không biết các bạn như sao chứ tôi thì lúc nào cái đầu óc mình cũng nhớ về quê hương. Tôi nhớ một cái bài thơ tôi đọc đã từ lâu lắm rồi. Nó có cái những câu là: bên kia bờ nỗi nhớ, quê hương tôi dấu yêu, ngát trời hoa mây nở, tuổi thơ vui sáo diều. Không biết là thời bây giờ ở bên Việt Nam mình, trẻ con nó còn được chơi sáo diều giống như ngày xưa của chúng tôi không? Có thể là bây giờ chúng nó chơi internet nhiều hơn, chứ ngày xưa mình không có cái gì để mà chơi thì cứ mùa khô cạn để được đi ra ngoài đồng á, rồi chơi ở ngoài đấy. Bây giờ tôi mời các bạn đi bẻ ổi với tôi nha các bạn nhé. Tôi đang đứng ở bên trên cái nắp của cái mái hiên của nhà tôi ấy. Tôi xem những cái quả nào nó chín thì mình sẽ bẻ. Những cái trái ổi nó ra không có đều đâu các bạn. Thế những quả ổi đã chín rồi đây, nhưng mà thấy nó không có nhiều bằng ở năm ngoái. Những cái chùm ổi này thì bây giờ tôi sẽ bẻ vào. Các bạn coi cái cây ổi của nhà tôi này, nó cao to lắm. Khi mà tôi mua cái nhà này thì chủ cũ người ta đã trồng rồi. Nó cao, bây giờ nó cao, cái cành của nó xòe lên bên trên cái mái nhà đấy. Một lần bẻ rất là cực, tôi phải dùng cái cây thang cao như thế này này. Các bạn coi những cái cành nó chĩu quả xuống này. Những cành ở dưới này nó nhỏ nhưng mà nhiều quả lắm các bạn. Cái cành này có phải để gần 10 quả đấy. Ông bà mình nói là ăn trái nhớ kẻ trồng cây.
tôi cũng cảm ơn cái người chủ cũ, họ đã trồng cái cây ổi này cho ngày nay cho mình được hưởng hôm nay. Cây ổi rất là ngon các bạn ạ. Tôi có hai cây, cái cây kế bên đây thì năm nay được đúng có một quả thôi. Thì các bạn coi nó cái sơ sát này, không hiểu lý do vì sao. Năm ngoái thì nó sai lắm. Đây là kết quả, hôm nay tôi bị làm gãy hết một cái cành này. Mà cái cành này nó lại nhiều quả quá, nó rụng mà tôi tiếc là tôi còn rũ lại cho các bạn coi này. Đây là kết quả bài ổi đầu mùa hôm nay, được một ngày quả thôi. Ổi các bạn nhìn thấy tươi nó xấu vậy đấy, nhưng mà ăn rất là ngon, ai ăn cũng khen. Cái ổi này là ổi Việt Nam, cho nên khi mà mình ăn nó, cái mùi vị của nó thơm thơm, ngọt, nước thuốc, ngon lắm. Ăn ổi để nhớ quê hương Việt Nam mình. Những cái trái nhỏ nhỏ vậy chứ ngon lắm đó các bạn ạ. Hôm nay ở Santa Ana, California gió lớn lắm. Ổi nó rụng tơi tả luôn. Hoa lá gì mà rớt tá lại bùng binh. Tôi tiếc quá, tôi đi tôi gom lại. Trời bây giờ nó cũng vẫn còn đang gió lớn, có nhiều khi nó rụng cả luôn cái vai của mình nữa. Cái cành ổi nó nặng quá nên nó trĩu xuống, tôi sợ nó gãy đấy, phải lấy cái thang ra mà chống. Những cái quả ổi mà nó vàng mà tôi chưa kịp bẻ hôm nay cũng đã rụng nhiều lắm rồi. Đây là kết quả ổi mà nó rụng, tôi lượm lại để các bạn. Những cái quả xanh thì tôi bỏ rồi, còn những cái quả này mình còn có thể dùng được đấy. Nó cũng đã vàng chín đấy chứ. Ở bên cái rổ đỏ thì có một số thì nó cũng đã có bị dập đấy. Tôi tiếp tôi cứ gom vào như vậy đấy. Những quả ổi chín nó vẫn còn ở trên nóc nhà này đấy các bạn ạ. Tôi sửa soạn tôi bẻ luôn bây giờ đấy. Những cái chùm ổi nó nằm la liệt ở trên mái nhà đấy các bạn ơi, nhiều lắm. Ổi trên nóc nhà nó vẫn còn nhiều lắm các bạn ạ. Mình còn phải bẻ đợt 3, đợt 4 nữa cơ.
trên cao nó còn, nó càng còn nhiều. Các bạn thấy nó còn nhiều quả lắm. Đây là kết quả đại hội đợt 2 đây này các bạn này. Mời các bạn cùng ăn ở với chúng tôi nhé. Bây giờ nó nhiều như thế này này, tôi đố các bạn là tôi phải giải quyết thế nào. Tôi phải đi tặng bà con đấy. Quả to, quả nhỏ, đủ cỡ. Nhìn tuy nó vậy đấy các bạn ạ, nhưng mà ăn nó ngon lắm. Ai ăn cũng khen đấy chứ. Bây giờ tôi lấy một cái quả nhỏ này để tôi bổ ra nghe các bạn. Đôi khi mình nhìn thấy những cái quả nó đẹp dễ thương đấy, nhưng mà nó cũng có sâu. Nếu mà khi nào mà trời mưa đó, tôi bổ các quả này ra. Các bạn xem này, ruột trắng tươi à, mà hột nó cũng ít nữa. Khi ăn ổi thì tôi không ăn cái hột, nhưng mà có bạn của tôi đấy, họ lại thích ăn cái hột như thế này. Họ nói cái hột ổi ăn nó ngon. Mời các bạn ăn ổi nhé. Nó giòn ngon lắm các bạn ạ. Bây giờ tôi lấy cái quả này tôi bổ cho các bạn thử một lần nữa nhé. Các bạn thấy ổi không? Cái trái nhỏ nhưng mà tuy là xấu xí vậy nhưng mà nó có giá trị lắm. Mời các bạn ăn cái quả ổi thứ hai này. Cái quả ổi thứ hai này nó hơi chín hơn cái quả đầu một tí, nhưng mà nó lại ngon hơn nữa các bạn ạ. Nó ngọt hơn mà nó thơm hơn. Tôi lấy cái quả ổi chim ăn để tôi bổ thử đấy nha các bạn nhé. Con chim bị kia nó khôn lắm, nhưng mà mình để ý cái những cái quả nào mà chim nó ăn á thì là nó ngon lắm. Các bạn thấy chưa, cái quả chim ăn đó mà nó quá trời đẹp luôn. Tôi coi cái phía bên này có nó ok không, tôi bổ thử. Mời các bạn ăn cái quả ổi thứ ba này. Nó giòn ngon lắm các bạn ạ. Cái quả to cái hương vị nó cũng khác hơn cái quả nhỏ. Nó giòn hơn, nó đậm đà hơn.
mình bẻ cây trái ở trong vườn như vậy một lần bẻ thích lắm các bạn ạ. Video của tôi đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn các bạn video kế tiếp. Chào các bạn nhé.